thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024. Tối hôm qua 16 tháng 5, tại khu sinh thái nhà vườn gỗ xưa, Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bạc Liêu phối hợp với khu sinh thái nhà vườn gỗ xưa tổ chức hội thi tiếng hát karaoke Người làm du lịch tỉnh Bạc Liêu lần thứ nhất năm 2024. Hội thi thu hút trên 60 thí sinh là cán bộ công chức viên chức người lao động ở các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong ngành du lịch. Hội thi diễn ra trong 4 đêm, từ đêm 16 đến đêm 19 tháng 5. Tham gia hội thi, các thí sinh trình bày một bài tân nhạc hoặc hai câu giọng cổ có nội dung trong sáng lành mạnh, không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Ưu tiên những bài hát ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi về quê hương con người Bạc Liêu. Hội thi là cơ hội để cán bộ công chức viên chức người lao động, các doanh nghiệp cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác phát triển du lịch, góp phần giới thiệu quảng bá du lịch Bạc Liêu đến với du khách trong và ngoài tỉnh.